Trong cái video này thì Waterman sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả trên kênh Quả Thơm TV mấy cái gốc cây Seri. Mấy cái gốc cây Seri. Seri mà để được như vậy là hiếm lắm nha quý vị các bạn. Hoành chắc cũng phải 60 á. Hoành 60 á. Và cây cao chắc cũng phải gần 2 mét thưa quý vị các bạn. Hồi đó giờ quay chưa có video nào mà cái lượng cây Seri nó nhiều như cái vườn này thưa quý vị các bạn. Hoành nè. Hoành tầm 60 trở lên không á. Chứ không có không ít nha quý vị các bạn. Bên đây nữa nè. Hoành tầm 60 trở lên á. Cái một cái chậu như vậy là 2 4 6 8 10 100. Chậu phải 100 hơn á. Đo lại cho chính xác 2 4 6 8 10. Chậu tròn đường kính 100 á các bạn. Chậu tròn đường kính 100 á. Mấy cây này mình trồng ở trong nhà trước sân đã nha. Làm giống như cây dù ở trên nó có tán sẵn này. Cái này mà có cái sân rộng rộng. Có sân rộng rộng bỏ xuống ha. Hoặc là để trong chậu gì cũng được này. Giá cũng giá nhà vườn, giá gốc luôn nha quý vị các bạn. Vì các bạn nào mà Waterman không có tiện báo giá trên video trực tiếp, vì các bạn nào có quan tâm thì cứ comment phía bên dưới. Waterman sẽ báo giá thôi. Trực tiếp cho quý vị các bạn trên cái tin nhắn hoặc là trên cái comment nha. Đây cũng nhiều lắm. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy không? Seri trồng tạo bóng mát rất là tốt ha, trong quán cà phê rồi đó. Cà phê rồi mà trồng mấy cây Seri này là tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Cây nào thân đồ đẹp luôn. Hai ba tàng nó quấn vô nhau. Ở trên nè quý vị các bạn. Đó. Trên nhìn thấy chi chít không? Đẹp. Cái này để trong chậu là mình đi cao hơn cái đầu của mình đó. Để trong chậu là mình đi cao hơn cái đầu của mình nha quý vị các bạn nè. Phải đưa cái tay lên mới tới đó. Cho nên là mình trồng mình tạo bóng mát rất là tốt. Mình đi mình không sợ đụng đầu luôn. Đã chưa? Đó. Bên đây nè, bên đây có con cặp này to quá nè. Cặp này trồng trong cái bầu đất ha. Này hoành dữ luôn á, cây này nhánh quá trời chi chít luôn. Cây này thì có vẻ như là rất cổ lão thưa quý vị các bạn. Hoành chắc phải cả trăm á. Hoành cả trăm hơn nha quý vị các bạn. Cây này thì tàn bự á, tàn bự, tàn to lắm, cực kỳ cổ lão luôn. Đã chưa? Đã. Tàn đó nè. Cái này mà bỏ vô cái sân á. Bỏ vô cái sân là tuyệt vời luôn ha. Bên đây cũng có con cây nữa. Cây này thì nó hơi cái dáng hơi đổ nghiêng nghiêng sang bên. Cái này mà trồng cho nó bắt kiểu như làm cái cổng á thì nó đẹp. Cái này mình nói bonsai thì cũng không đúng. Mà mình nói dạng cây cây tạo bóng mát, cây kiểng á vậy các bạn. Nên những cái cây này thì nó thân thuộc với chúng ta hơn, tại nó là một cái dạng cây ăn trái mà. Nên mình vừa trồng để tạo bóng mát nè, vừa có trái để ăn. Seri thì chậm lớn lắm, mà có được cây như này thì mất thời gian rất là lâu quý vị các bạn. Đang có bông luôn nè. Đó quý vị các bạn nhìn thấy bông không? Thấy không? Đó, đang có bông đó. Bông có trái luôn nè, ở trên kia có trái luôn quý vị các bạn. Trên kia có trái luôn, ở dưới này thấp. Không thấy trái dưới này hái cho vì các bạn xem. Trái nó hơi cao, dưới này ta hái hết rồi hay sao á. Để coi có trái nào không. Đây có con trái nè. Hái cho vì các bạn xem nè. Nè không. Đó, trái chín luôn rồi nè. Chín về ăn được rồi nè. Coi có ngọt không nha. Quá ngọt.
Trái ngọt kìa. Đó. Rồi các bạn nào mà thích trồng sori á thì cứ comment phía dưới ha. Mấy cây đó là giao lưu hết luôn. Nếu mà cái vườn này đang ở quận 9 thưa quý vị các bạn. Nếu mà quý vị các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì vận chuyển miễn phí luôn ha, bao sống. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vô phía trong để xem trong này còn cây gì đặc biệt không. Này toàn là hoa thôi. Đây chủ yếu là hoa. Ở đây có mấy cái gốc phát tài nè. Không, có gốc mấy gốc tài đang ương lên đọt hết rồi nè, sống hết rồi nè quý vị các bạn ha. Gốc tạo to, gốc nào hoành chắc khoảng 60 á, 60 40 không ha. Đó, phát tài. Rồi chúng ta đi ra phía sau này xem cái có gì không. Sau này cũng không có gì đặc biệt thưa quý vị các bạn. Đây có mấy cây sơ ri nữa nè. Đó, giống giống mấy cây ăn trước đó quý vị các bạn. Cây sơ ri ăn trước nó cũng vậy đó, mà nó được vô chậu rồi hết rồi. Cây này mới ương đang đâm đọt non lên hết rồi không. Đó. Bên này có bưởi nữa nè. Không, quý vị các bạn nhìn thấy không? Mấy cái bưởi nè. Đó, bưởi, bên kia cũng bưởi kìa. Đó. Phía sau kia thì có thêm mấy cây sơ ri nữa. Đó, vườn này quá trời sơ ri luôn. Đó, thấy không? Bên đây thì nó có mấy cây lớn lớn làm công trình bóng mát nè. Cây này cây khế thưa quý vị các bạn. Cây này cây khế, bên đây thì cây cây vú sữa. À, vú sữa. Đó, cây đó cây vú sữa đó. Gốc cũng to to không à. Này thì có mấy cây cây si, cây gừa nè. À, cây cắt hình hình thông. Cây cắt hình thông nè. Đó, cây này tạo cảnh quan, cây trồng cảnh quan quý vị các bạn. À, trồng cảnh quan ha. Đó. Yeah. Đây thì có vàng người quế. Người quế bên đây có cây sơ ri cũng đẹp quá nè, à, thân nè. Thấy chưa? Đó, cây này thân thân sắn đẹp ghê. Đó, ương trong bầu hết rồi ha. Sống đâm đọt lên hết rồi nè. Vườn này á, anh này ảnh chơi, ảnh sưu tầm sơ ri nhiều ghê á. À, đi chúng ta đi qua đây, chúng ta quay hết mấy cây sơ ri này cho quý vị các bạn xem. Đó, thấy chưa? Sơ ri đã chưa? Sơ ri cao hơn đầu hết nha quý vị các bạn. Tầm 2 mét á. 2 mét hơn á, đó. Sống hết rồi. Không. Cây này cái gì? Cây này thân sắn sắn đẹp, sơ ri. Quá trời sơ ri luôn. À, lần đầu tiên quay một cái vườn mà nó có nhiều sơ ri như vậy thưa quý vị các bạn. Đây có cái cây gì rắn nè. Rắn bay đẹp quá nè. Lekima. Oh. Lekima nè quý vị các bạn. Lekima cây trứng gà ha. Rắn bay đẹp không? Đang trồng dưới nè, gốc nó nè. Cây này có cây sứ đại che lên nè. Gốc nó đang đâm mấy cái đọt non lên nè. À, trồng đổ bay nè, dư rồng á, rắn lông á. Thấy không? Đâm đọt lên hết, sống hết rồi không? Đó. Đây là Lekima nè quý vị các bạn. Nào mà thích chơi thì cứ comment phía bên dưới nha. Hoành cái gốc nó để coi đo thử cây khoảng nhiêu cho quý vị các bạn dễ hình dung nè. Hoành chắc tầm 30 nha quý vị các bạn. Hoành gốc chỗ này 30 nha. 30 dáng bay. Mấy cái cây sori này hoành gốc khoảng 40 50 hết nha quý vị các bạn. Đó, đẹp không? Ngoài đây có thêm gốc gốc gì đây? Gốc xanh. À, có cái xanh cổ thụ nữa quý vị các bạn. Gốc xanh cổ thụ nè. À, xanh cổ thụ. Cây này cũng giao lưu luôn nha quý vị các bạn. Bạn nào thích cây chơi xanh cổ thụ cứ comment bên dưới nha. Cây này to. Chiều cao trên phải hơn 2 mét. Đường kính cái chậu này chắc khoảng 2 mét rưỡi. À, 1m2 á ha, 1m2 2m rưỡi á, tầm đó đó. Chậu chữ nhật. À, bên đây có thêm sơ ri nữa nè. Thấy chưa?
Nãy giờ quay mấy chục, mười mấy hai chục cây sơ ri đó. Thấy không quý vị các bạn? Quá chừng sơ ri luôn. Gặp được cái vườn toàn sơ ri không à. À, chủ yếu còn lại là mấy cái cây công trình đồ, cây cảnh quan rồi, chắc quý vị các bạn chỗ nào cũng có đúng không, nhưng mà riêng sơ ri thì chắc qua thăm anh thấy ở đây thì chỉ có vườn này là nhiều sơ ri nhất á. Cho nên quý vị các bạn nào mà thích chơi sơ ri thì cứ comment phía bên dưới nha. À, giá cả cũng rất là hữu nghị á, dao động cũng trên dưới 10 triệu thôi thưa quý vị các bạn, không có cao lắm đâu. Nãy qua thơm anh có trao đổi với anh chủ vườn rồi. Bởi vì các bạn cũng đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh Quả Thơm TV để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn phía sau.